Nhà chức trách Italia vẫn đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn thảm khốc liên quan xe buýt chở du khách nước ngoài xảy ra ở ngoại ô thành phố Venice hôm 3 tháng 10 vừa qua, khiến cho 21 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương. Căn cứ thông tin thu thập từ một số nhân chứng và hình ảnh trích xuất camera giao thông, nhà chức trách nhận định tài xế có thể đã gặp vấn đề về sức khỏe và mất khả năng kiểm soát xe. Hiện cơ quan chức năng đang thu thập thông tin từ thiết bị camera hành trình của xe buýt gặp nạn và tiến hành cuộc điều tra toàn diện. Theo giới chức sở tại, chiếc xe buýt đã lao qua lan can và trượt khỏi cầu vượt tại quận Mestre, sau đó rơi xuống mặt đất từ độ cao hơn 10 mét và bốc cháy. Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 3 tháng 10 khi đoàn du lịch đang từ Venice trở về một khu cắm trại ở gần đó. Cơ quan chức năng đã xác định được quốc tịch của tất cả các nạn nhân xấu số, bao gồm 20 người nước ngoài, trong đó có 9 công dân Ukraine và lái xe buýt người Italia. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.